Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chào bà con, cô bác và các bạn. Và cũng xin cảm ơn quý khách là hội viên của kênh Cây Thuốc Nam đã ghé xem video. Kênh Cây Thuốc Nam mời bà con nghe nội dung bệnh và bài thuốc chữa trị bệnh viêm bàng quang từ thuốc đông y. Sau đây, thuốc đông y trị viêm bàng quang có tác dụng như thế nào? Đó là câu hỏi đầu tiên của mở đề ngày hôm nay. Bàng quang thuộc hệ thống ngũ lâm, có thể do chứng thấp nhiệt và gây nên. Những triệu chứng cấp tính nếu không được khám và chữa bệnh sớm và kịp thời sẽ chuyển thành mãn tính. Khi chữa bệnh viêm bàng quang bằng đông y, các thầy thuốc sẽ chú trọng bằng cách trừ thấp nhiệt, lợi tiểu. Các bài thuốc đông y thường sử dụng những vị thuốc y học cổ truyền. Tuy nhiên, nếu người bệnh có dấu hiệu viêm bàng quang kèm theo như sốt cao, tiểu ra máu, sẽ cần kết hợp sử dụng thuốc tây y bao gồm những loại kháng sinh và kết hợp loại bỏ những nguyên nhân gây bệnh. Và sau đây thì dưới đây là một số bài thuốc chữa bệnh viêm bàng quang theo đông y mà bà con và các bạn có thể tham khảo. Bài 1, thuốc đông y điều trị bệnh viêm bàng quang. Đây là loại thuốc đông y nhưng sử dụng những nguyên liệu là thuốc nam nên có thể coi là bài thuốc nam chữa viêm bàng quang mang đến hiệu quả không ngờ. Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm 60g dây cây diếp cá tươi để cả rễ, 30g kim tiền thảo, 15g hạt mã đề. Cách sử dụng: những nguyên liệu được sơ chế, diếp cá còn được rửa sạch và đem sắc với nửa lít nước. Đến khi nước cạn còn 250 lít, nấu xong chia làm 2 lần uống trong ngày. Để hiệu quả cần áp dụng cách này liên tục từ 10 ngày đến 20 ngày. Tiếp tục bài thuốc thứ hai, thuốc đông y chữa bệnh viêm bàng quang như sau. Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm 5g rễ cây đậu biếc, 10g rễ cỏ tranh, 5g rau diếp cá để nguyên cả rễ, 15g rau má. Cách sử dụng: các nguyên liệu trên đem rửa sạch với nước và đem sắc cùng 1 lít nước, đun lửa nhỏ đến khi còn 250ml nước, chia làm 2 lần uống mỗi ngày. Sử dụng bài thuốc này liên tục trong vòng 1 tuần đến 10 ngày sẽ thấy được các triệu chứng viêm bàng quang cải thiện. Và tiếp tục bài thuốc thứ ba, bài thuốc chữa viêm bàng quang bằng đông y. Bài thuốc đông y trị bệnh viêm bàng quang này được thực hiện khá đơn giản. Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm 20g rau ngô, 10g rau diếp cá để cả rễ, 15g cây ngọc lan trắng. Cách sử dụng: các nguyên liệu nêu trên đem rửa sạch với nửa lít nước, đến khi hỗn hợp còn lại 250ml thì chia thành 2 lần uống trong ngày. Bạn nên sử dụng bài thuốc này liên tục trong vòng 7 đến 10 ngày để đem lại hiệu quả. Và tiếp tục bài thuốc thứ tư, uống thuốc đông y chữa bệnh viêm bàng quang. Để chữa bệnh này, các dược liệu gồm sau đây: 12g hoàng liên, 16g mã đề, 12g hoàng bá, 12g phục linh, 12g rễ cỏ tranh, 8g mộc thông, 8g trư linh, 8g bán hạ chế, 8g hoạt thạch. Cách sử dụng: sau khi các nguyên liệu đã được sơ chế thì cho rửa sạch và đưa vào ấm cùng với 1 lít nước sắc mỗi ngày 1 thang, kiên trì sử dụng từ 5 đến 7 ngày. Bà con sắc thuốc là còn lại 1 lít nước, còn lại 300ml là chia làm 2 lần uống trong ngày. Và tiếp tục bài thuốc thứ 5, thuốc đông y chữa bệnh viêm bàng quang. Nguyên liệu của bài thuốc này bao gồm những thành phần sau đây: 45g ngải cứu để cả rễ, 15g cỏ xeo gà, 15g rễ cỏ tranh, 10g mật ong. Cách sử dụng: ngải cứu, rễ cỏ tranh rửa sạch và ngâm trong khoảng 20 phút, đem tất cả các nguyên liệu này sắc khoảng 30 phút đến khi nước chỉ còn phân nửa thì bà con sử dụng. Và sau đây thì kênh Cây Thuốc Nam cũng gợi ý cho bà con thêm về ba cái biến chứng mà ở trong bệnh viêm bàng quang, đó là bệnh lao lâm, bệnh nhiệt lâm và bệnh huyết lâm. Để tìm hiểu được ba chứng này của bệnh viêm bàng quang thì mời bà con nghe chi tiết sau đây. Chứng thứ nhất đó là chứng lao lâm. Chứng lao lâm thì còn được điều trị các triệu chứng mệt mỏi, đau hai bên thắt lưng, đi tiểu ngắt quãng, buồn tiểu thường xuyên, đau ngầm hạ bộ, tiểu đục, mạch tế sát vô lực, tức là mạch yếu. Bệnh này bài thuốc gồm những dược liệu sau đây: 40g thục địa, 20g đơn bì, 16g sơn thù, 16g hoài sơn, 8g trạch tả, 12g phục linh, 20g tri mẫu, 20g hoàng bá, 20g liên kiều, 20g kim ngân hoa. Cách thực hiện: dùng tất cả những dược liệu trên đem sắc với 800ml nước trong 1 giờ rồi lọc lấy nước uống. Mỗi ngày uống 1 lần sau khi ăn, duy trì sử dụng trong 10 đến 15 ngày thì bệnh tình sẽ khỏi. Và cái chứng thứ hai đó là chứng bệnh nhiệt lâm của bệnh
bệnh viêm bàng quang. Cần điều trị dứt điểm các triệu chứng tiểu gắt, nước tiểu có mùi khai, sốt cao, màu sắc lưỡi bất thường, nước tiểu sẫm đục, đau vùng hạ vị, mạch hồng, xét. Bài thuốc gồm có những dược liệu sau đây: 12g hoạt thạch, 12g biển súc, 12g chi tử, 12g sa tiền tử, 12g cù mạch, 8g mộc thông, 8g đại hoàng, 8g cam thảo bắc. Cách thực hiện: dùng những nguyên liệu trên đem rửa sạch và đem sắc với 1 lít nước, đun thuốc đến khi còn lại một nửa thì đem lấy nước uống, dùng mỗi ngày 2 lần trước bữa ăn và mỗi ngày một thang. Và tiếp tục, cái chứng thứ ba của bệnh viêm bàng quang đó là chứng huyết lâm. Chứng này thì mời bà con nghe triệu chứng. Còn điều trị các triệu chứng tiểu khó, nóng rát ở lỗ niệu đạo, nó có lẫn máu trong nước tiểu, lưỡi chấm đỏ như bị ứ huyết, mạch hoặc xét, thì để chữa được cái bệnh này thì mời bà con nghe những dược liệu sau đây. Bài thuốc gồm có 20g tiểu kế, 40g sinh địa, 12g mộc thông, 12g hoạt thạch, 20g bồ hoàng sao, 12g đạm trúc diệp, 20g đương quy, 30g ngẫu tiết, 20g trắc bá diệp, 12g chi tử. Tất cả các nguyên liệu này cho tất cả vào ấm, đun với 1 lít nước đến khi còn phân nửa thì tắt bếp và lọc lấy nước uống. Mỗi ngày một thang và dùng 2 lần trong ngày để cải thiện được bệnh tình. Thì như trên đây thì kênh Cây Thuốc Nam cũng giới thiệu cho bà con biết được là những cái dược liệu có trong này, thì bà con biết thì bà con đi lấy ở ngoài rừng ngoài rẫy. Bà con mà không biết thì bà con cứ đến tiệm hiệu thuốc đông y ở nơi gần nhất và ghi lại cái tên thuốc, danh sách tên thuốc rồi bà con đi mua về uống. Vì sao ở trong bài thuốc này nó có rất nhiều bài thuốc vì từng cơ địa của từng người và từng cái bệnh của từng người. Ví dụ như cái bệnh mà cái chứng lao lâm á, thì nó thể hiện lên là mệt mỏi, đau thắt hai bên thắt lưng. Đó là cái chứng lao lâm. Thì bà con nghe qua thì bà con lấy cái bài thuốc ở trong cái chứng lao lâm mà bà con sử dụng. Còn cái chứng nhiệt lâm thì nhiệt là nóng trong người, là bà con mình tiểu gắt, tiểu buốt. Đó, nước tiểu có mùi khai và sốt cao, màu sắc lưỡi thì đỏ, nước tiểu thì có màu sẫm đục. Đó là cái chứng nhiệt lâm, thì bà con sử dụng cái bài thuốc của chứng nhiệt lâm. Còn cái chứng huyết lâm là bà con mình là khi đi tiểu là khó tiểu, nóng rát ở lỗ tiểu và nước tiểu có màu hồng, tức là lẫn tia máu, thì bà con sử dụng bài thuốc của huyết lâm. Bà con cứ làm y theo lời chỉ dẫn của thầy thuốc và liều lượng của bài thuốc và uống liên tục không ngừng nghỉ thì bệnh tình sẽ khỏi. Chúc bà con mau hết bệnh. Hy vọng qua bài viết này, kênh Cây Thuốc Nam sẽ giúp ích phần nào về cách chữa bệnh để bảo vệ sức khỏe cho bà con và các bạn. Kênh Cây Thuốc Nam xin cảm ơn bà con và các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình để nghe qua bài viết này. Và hãy đồng hành cùng với kênh Cây Thuốc Nam chúng tôi để tìm hiểu nhiều bài thuốc quý hiếm. Và bà con và các bạn hãy nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh, bật nút chuông để theo dõi những video mới nhất hàng ngày mà kênh Cây Thuốc Nam xuất bản. Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chúc bà con luôn mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc, may mắn, thành công trong cuộc sống. Kênh Cây Thuốc Nam xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video sau.